Gậy kim cang hét, hòa thượng tuyên hóa, vấn đáp ký lục ba. Phàm là chúng sanh khi được sanh ra ở cõi đời này, tất cả đều bị chi phối bởi nghiệp lực nhân quả của chính mình. Do vậy, cuộc đời vận mạng của hết thảy mọi loài cũng đều khác biệt, không ai giống ai. Nhưng ít ai hiểu được đạo lý này. Nên hễ gặp phải những chuyện không như ý, thì chúng ta thường hay than trời, trách đất, sao lại bất công. Bởi hiểu rõ điều này, nên sau các buổi pháp hội, Hòa Thượng thường mở rộng thời gian để giảng giải thêm những vấn đề thắc mắc cho mọi người. Vì vậy, để cho đủ trọn bộ, quyển gậy kim cang hét thập ba này cũng lại tiếp tục ghi lại phần trích dịch những câu vấn đáp của Hòa Thượng và đại chúng. Do vì trình độ hiểu biết của chúng sanh khác biệt, nên khi Hòa Thượng giải đáp các thắc mắc, Ngài cũng phải uyển chuyển sao cho phù hợp với căn cơ của mỗi người. Bởi vậy, có lúc Ngài ân cần giảng giải các vấn đề rất rõ ràng, nhưng cũng lắm khi lời giải đáp của Ngài lại có phần gắt gỏng hoặc khó hiểu. Đó chẳng qua vì Ngài muốn trực tiếp ám chỉ cho riêng người đang thưa hỏi mà thôi. Nói chung, các câu giải đáp của Ngài lại có sức mạnh chắc thật, ví như tiếng vang dội của cây gậy kim cang đanh thép khi gõ xuống, vì nó có thể đánh thức những tâm hồn mê muội đang đắm chìm trong cơn mộng mị. Cũng ví như lời Ngài răn nhắc về đạo lý nhân quả nào đấy, là đừng làm các việc xấu ác, mà hãy làm các việc thiện, việc lành, hoặc khuyến khích mọi người nên mở rộng lòng từ bi hỷ xả và biết thông cảm cho nỗi khổ của người khác, vân vân. Qua những lời giải đáp của Hòa Thượng, hy vọng mọi người chúng ta cũng được dịp học hỏi những bài học quý giá của Hòa Thượng để cùng nhau sống một cuộc đời hướng thiện an vui, biết giúp ích cho đạo, làm lợi cho đời. Xem đây, không những là những lời răn nhắc của vị thiện tri thức, một bậc thầy đức độ đối với chúng đệ tử, mà còn là những lời dạy bảo chân tình của một người cha đối với con cái trong gia đình vậy. Ban biên tập Vạn Phật Thánh Thành. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Đi So Ha.